Đây là một cái gói amidan. Chúng ta thấy thì amidan này á, được đề cập hồi nãy á, pa là cái pa, đôi khi chúng ta cũng gọi là một cái amidan, nhưng mà nó nằm ở trên bọt. Còn amidan mà chúng ta thường hay nói nó nằm trong họng là gọi là amidan khẩu cai, thì các bản chất này nó cũng là một cái khối mô lipo luôn. Và cái khối mô lipo này nó nằm ở giữa, tức là trụ trước và trụ sau, đây là trụ trước của amidan và đây là trụ sau của amidan. Đây là hai cái nếp chân cho những cơ đó nó phát triển lên, và đây là cái thành cái dòng quanh đời sơn. Nó sẽ có tổng cộng thật sự là tới 6 cặp sự. Một cái là VA, tức là amidan ở phần, tức là nằm ở phía trên. Đây là còn hai bên là amidan còi, tức là cái chỗ mà mình nói, đây là cái khối mà nằm ở PA thì đây gọi là amidan còn. Và cái chỗ mà nói cái phòi xá, tức là cái đường mà thông máu từ lỗ mũi lên lỗ tai á, thì ngay vị trí ở hai bên đó nó sẽ có gọi là amidan còi, và ở trong họng mình á thì sẽ gọi là amidan khẩu cái, là hai cái khối amidan trong họng gọi là amidan khẩu cái. Và cuối cùng đó, có một cái nữa gọi là amidan thành lưỡi, hay gọi là amidan đáy lưỡi. Tức là các bạn thấy khi mà một tròn vô cái họng của một người viêm họng, thấy hai cục amidan ở hai bên rồi, đôi khi mình thấy cái lưỡi của người ta nó gồ ghề nhấp nhô nhấp ở trên những cái hạt nhỏ li ti, những hạt nhỏ ở cái đáy lưỡi, nó gọi là amidan đáy lưỡi. Tức là tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 cái amidan này, và amidan ở họng chỉ là một trong đây. Nó sẽ hình thành một cái vòng tròn gọi là vòng quanh đời sơ. Tức là vòng quanh đời sơ là một cái dòng lympho, một cái vòng mô bạch huyết lympho, nó nằm ở trong họng, và nó trải dài từ ở phía trên là cái PA, ở hai bên hoặc ở chút xíu là hai cái phổi xá, và kéo xuống dưới này là có amidan khẩu cái, và cuối cùng nữa là có một cái amidan đáy lưỡi, và nó tập hợp thành một cái vòng tròn. Và cái vòng tròn này nó có tác dụng là bắt những cái vi khuẩn và virus khi mà xâm nhập cơ thể của mình, tại vì cái cơ bắp trên là cái nơi mà tiếp nhận virus đầu tiên, thì những cái mô bạch huyết này nó sẽ bắt lấy cái vi khuẩn và virus, và sau đó nó sẽ chống lại những con này nó tiêu diệt. Và nhiệm vụ thứ hai của nó là tạo ra những phản ứng kháng nguyên kháng thể để mà hình thành cái hệ miễn dịch của cơ thể mình. Và giống như là khi mà mình hít không khí nè, hoặc là ăn những thức ăn đó, đây là một cái lại thôi, thì bắt đầu là những cái vi sinh vật như là vi khuẩn virus bắt đầu là xâm nhập vào cơ thể, thì cái amidan này nó sẽ, tức là amidan ở cậu cái nó sẽ hoạt động bắt đầu từ năm 3 tuổi. Vậy thì bắt đầu từ năm 3 tuổi là trẻ sẽ bắt đầu là bị viêm amidan ở trong họng. Và hồi nãy amidan chỗ mà tức là cái khối PA thì lại bắt đầu là 12 tháng là nó bị bắt đầu viêm rồi. Và amidan ở trong họng thì đã sau 3 tuổi thì nó mới bắt đầu bị viêm. Đây là hình ảnh của một cái tổ chức amidan. Thì đây là một cái trong đây nó có rất nhiều cái mô bạch huyết, và đây là cái bề mặt của amidan, và trên bề mặt amidan nó sẽ có những cái ống nhỏ như thế này, nó đi để làm sao đi sâu vào trong, tức là khi mà vi khuẩn và virus đi xâm nhập vào cơ thể đó, thì sẽ thấm khí cái dịch của dịch tiết ở cái vùng màu hồng, và nó sẽ đi vào những cái hốc này và bắt đầu các tế bào bạch cầu của mình nó sẽ bắt lấy những cái con vi khuẩn virus này, và nó đưa vào trong các tế bào để hình thành những cái phản ứng kháng nguyên kháng thể, và hình thành cái thể và hình thành những cái phản ứng miễn dịch của cơ thể. Và những cái vi khuẩn mà thường hay gây bệnh ở amidan bao gồm là HI,
Kurasila Kata Malik hoặc là phế cầu, tụ cầu hoặc là liên cầu. Và khi mà viêm amida thì các bạn chú ý nhất là sợ nhất là cái con liên cầu beta đang biến nhóm A, bởi vì liên cầu này nó thường hay gây ra các biến chứng toàn thân. Đây là hình ảnh khi mà bị liên cầu tăng huyết. Chúng ta sẽ thấy khi amida này đã to nè và kèm theo những cái chấm xuất huyết ở cái vùng họng. Và khi mà nhìn hình ảnh này thì bắt đầu là phải vớt dịch cầu họng liền để xét nghiệm xem là có thể bị mắc liên cầu hoặc không. Bởi vì khi mà mắc này thì rất là dễ có thể sẽ bị những cái hồi nãy đó là những cái bệnh toàn thân như là hội chứng thận hư nè, suy cầu thận cấp, bệnh thấp khớp hoặc là bệnh thấp tim, thì là điều do cái con này đó gây ra. Nên là ngoài cái triệu chứng ở amida rồi, chúng ta cần phải tầm soát cái triệu chứng toàn thân này. Đôi khi một số bạn và những người trẻ mới có mười mấy hai mươi mấy tuổi thôi mà bị suy thận mạng luôn, mức độ rất là cần phải ghép thận, thì là có thể là do cái bị viêm amida mạng kéo dài mà lại không có phát hiện ra. Và triệu chứng của viêm amida cấp tính thì nó bao gồm thứ nhất là về cơ năng là sốt cao, đau họng và khó nuốt. Đây là một cái triệu chứng của viêm họng thôi. Và khi mà khám thực thể, đây là cái hình ảnh khám thực thể của bệnh nhân, thì khi mà há miệng ra thì chúng ta sẽ thấy hai amida đã khai qua rất là to và đỏ, đặc biệt là có mủ như thế này. Lưỡi gà, đây là cái lưỡi gà đó, thì một số tất cả vùng này to. Và khi khám mạch cổ thì chúng ta sẽ sờ được cái mạch cổ ở đây, sờ được mạch cổ như thế này. Thường triệu chứng của viêm amida mạng thì viêm amida cấp, cái gì cấp thì triệu chứng rất là rập rộ, đau nhiều, cộng nuốt vướng nhiều, mạch cổ sưng to, bị tán liền. Nhưng mà còn cái gì mạng tính thì nó sẽ trầm trọng. Đấy, khi mà đang mạng tính thì chúng ta sẽ thấy là cái triệu chứng nó sẽ hơi khác chút xíu. Bao giờ thứ nhất là nuốt vướng nè, bệnh nhân chỉ thấy là nuốt hơi nuốt vướng thôi, lâu lâu bị ho làm nóng và khạc dài đi, bệnh nhân bị yếu đạm và khạc dài đi, hoặc là lâu lâu là ho nuốt cắt và bệnh nhân sẽ có hơi miệng, hoặc là lâu lâu khạc ra quả đầu, tức là lâu lâu khạc ra một cục hoặc cát và cũng ngán. Tại vì khi mà amida tự to quá đứng tắt cái họng, đứng tắt đường thở đi thì bắt đầu thở phải há miệng ra thở nhiều và bắt đầu phát sinh ra tiếng ngán. Loại miệng này thì cũng có nhiều nguyên nhân khác, để như sâu răng thì cũng hơi miệng ha. Sau ra khi bệnh nhân đến khám với chúng ta là nuốt vướng nè, mở miệng thôi, thì cũng phải ngoài cái họng ra cũng phải đọc soát coi sau ra hay không, có bị bệnh dạ dày hay không. Bệnh dạ dày cũng gây ra một là một tình huống của người sau đó thôi. Về khám thực thể thì trong viêm amida mạng thì chúng ta sẽ thấy là amida nó to, cũng có hoại đậu. Đây là một cái khối gọi là đậu viêm amida. Có một số người không có đau gì chứ, mà lâu lâu á họ cảm thấy nuốt vướng thôi, và lâu lâu đấy bác sĩ sẽ chịu cục này ra. Cái vậy bởi sao nó thành một cục mới thì cái đi chịu ra cái nữa. Đó, bình thường tới khi là viêm amida mạng, tới khi những người mà mình khám ra khi có những người bệnh nhân á, người ta há miệng ra mình thấy amida to mình như thế này, nhưng mà người ta không có triệu chứng gì cả, không có vướng, không có đau gì cả, thì đây là amida quá phát mạng, hay còn gọi là viêm amida mạng không triệu chứng. Và trái ngược với cái thể viêm amida quá phát này thì là cái thể viêm amida sơ teo, tức là anh này anh viêm lâu ngày quá đi anh teo lại luôn. Đây là viêm amida sơ teo, teo nhỏ lại. Nhưng mà những cái này thì khi mà cái này
Amidazata này nó thường hay gây ra cái chuyển biến gọi là đúng không? Bệnh nhân vướng rất là nhiều, tại vì nó sơ teo thì nó rất là đắt và nó làm hạn chế sự vận động của cái phòng của mình đó, hạn chế sự vận động thì người ta cảm thấy là vướng nhiều. Và đối với những anh amidazata này, cắt amidazata rất là khó hơn với những cái anh mà bị đại nhiều, bởi vì anh rất là chắc, rất là dai, nhưng mà cắt và bỏ trong chuyện cho bao. Về để chứng đo thì những cái cận lâm sàng sau sẽ được thực hiện, bao gồm thứ nhất là con xét nghiệm máu chủ yếu là để xác định cái hiện tượng nhiễm trùng, thì bao gồm công thức máu, có bạch cầu tăng, CRP, độ lớn của máu, tốc độ lão máu, những cái chỉ số này sẽ tăng lên để báo hiệu là có hiện tượng viêm nhiễm. Và thứ hai đó là xét nghiệm vi trùng, là hoạt động để mà cái mũ làm máy sinh tồn. Sau trường hợp mà nghi ngờ có liên cầu sang quý chẳng hạn thì chúng ta sẽ bắt đầu và xét nghiệm nước tiểu để xem là bệnh nhân có bị biến chứng hay không, như là tiểu máu hoặc tiểu hoặc là tiểu đạm. Đó là bệnh nhân mà viêm amidan này, cặp soi cắp họng ra lại thấy là có những lớp xuất huyết trong họng, bệnh nhân đang là đi cò đi đi tiểu có cái tiểu đục thì phải làm xét nghiệm tiểu coi có biết chứng là thật hay không. Và chuyện đó xác định thì dựa vào triệu chứng lâm sàng và coi học viện, tức là khám hiện ra triệu chứng lâm sàng là có sốt, có đau họng, và khi khám hiện ra coi học thì thấy là cái đau to quá mát. Và chuyện đó phân biệt cái khối amidan, mình sẽ chỉ cần phân biệt cái khối amidan to với một cái những cái khối u, khối u ác tính hoặc là tính ở trong vùng họng. Cái u ác này là u biểu mô, hoặc u lành thì là u nhú hoặc u sơ hoặc u mỡ. Về biến chứng của viêm amidan thì bao gồm, nếu mà viêm nhiều quá không bị sốt tốt thì sẽ là dẫn tới những xuất huyết, tức là bệnh nhân sốt cao liên tục nhiều và gây ra những cái viêm nhiễm ở vùng khác, như là viêm não vân vân, hoặc là viêm cầu thận cấp giống như hồi nãy, hoặc là thấp cấp cấp viêm nội tâm mạc. Thì khi mà những chiếc cầu á, thì khi mà những chiếc cầu chúng ta đã uống thuốc để tiêu diệt nó rồi, nhưng mà cái độc tố của nó vẫn còn lưu hành ở trong máu, và cái độc tố này nó đến những cái cơ quan như thận, khớp và tim thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng viêm. Và khi mà viêm nhiều lên, uống nhiều lên thì nó sẽ có thể gây ra áp xe quanh amidan. Ngoài ra thì còn có thể viêm xoang và viêm họng thanh quản. Về điều trị gồm có hai cái, một là nội khoa, hai là ngoại khoa. Đối với nội khoa thì cũng sử dụng kháng sinh, đầu tiên là amoxicillin hoặc là amoxicillin kết hợp với acid lanic, và gọi là sử dụng cephalosporin thế hệ 1, 1 thế hệ 2. Và kèm theo đó kháng viêm, kháng viêm có hoặc không có steroid, thuốc giảm đau, hạ sốt, thuốc ho. Ngoài ra trong bởi vì là họng nên có thể sử dụng thêm các loại thuốc ngậm, các loại ngậm có kháng sinh và ngậm có kháng viêm, giúp họng bằng nước muối sinh lý. Và có thể kèm theo đó là cái du họng. Nói như trong cái mùa dịch thì thường hay là khi là xuất hiện bằng nước sinh lý để mà làm sạch cái họng của mình. Và chỉ định cắt amidan, nhưng mà không phải lúc nào khi amidan cũng cắt, và sẽ có những chỉ định để mà cắt amidan bao gồm, nếu là khi mà viêm amidan mạng tái phát 5 đến 7 lần trong 1 năm. Số lần này là 5 đến 7 lần trong 1 năm. Và bởi vì á, mỗi lần cái ý nghĩa của cái số lần 5 đến 7 lần này là mỗi lần một cái đợt bệnh thì sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống và sinh hoạt làm việc của bệnh nhân. Nếu mà bị nhiều như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả công việc của người ta, thì người ta được khuyên là nên cắt cái da đi, chứ nó không phải là gì đâu. Thực tế thì đó còn là viêm amidan quá phát gây ra khó ăn, khó thở, khó ngủ và ngủ ngáy, và
khi mà đa chiều đôi khi nó sẽ gây ra một cái triệu chứng gọi là ngưng thở khi ngủ. Đây là một cái triệu chứng ngưng thở khi ngủ, tức là khi mà ở bệnh nhân amenorrhea to quá đi, cái hô hấp của người ta bị thiếu, hô hấp bị thiếu, tức là người ta thở khi mà thở nhiều, khi mà hô hấp người ta không khí bị thiếu đi, máu đưa lên não thiếu, thì khi đang ngủ người ta sẽ giật mình thức dậy để mà lấy cái hơi đúng lên đang ngủ. Các bạn sẽ thấy thông thường là ở nhà cha mẹ hoặc ông bà đó, những người đặc biệt ở những vùng ngủ ngáy, các bạn thường hay thấy họ ngủ một lát họ giật mình thức dậy và họ hướng 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 vậy đó, giống như lấy hơi lên nữa, rồi sau này bắt đầu họ dừng lại và ngủ tiếp. Thì lúc đầu á là họ còn có phản ứng là thức dậy, nhưng mà sau một thời gian giống như họ quen dần dần với tình trạng thiếu oxy đó đi, họ không thức dậy nữa. Ở cái tình trạng họ đang thiếu oxy mà họ lại không thức dậy để lấy hơi tiếp, thì lúc này là họ là khi là ngừng bật. Bởi lại là khi mà có cái triệu chứng thở khi ngủ trên bệnh nhân viêm amidan này thì nên phải là đã có định cắt amidan để ngăn một cái tình trạng mà để tử vong cho cái triệu chứng thở khi ngủ này. Và thường thường để mà khảo sát được cái mức độ nặng của cái thở khi ngủ á, thì sẽ có gọi là đo đa ký giấc ngủ, tức là cái người bệnh sẽ được nằm ngủ trong một cái phòng rất là thoải mái như một cái khách sạn 5 sao, và trên người gắn những cái thiết bị để đo điện não, để đo cái thông khí coi là mức độ tắc nghẽn của họ như thế nào và tắc nghẽn ở đâu để mà giải quyết được cái nguyên nhân. Và một đêm ngủ như vậy thì nơi có giá dao động từ khoảng 1.000 mấy cho tới 5 triệu một đêm. Rồi, và một cái chỉ định khác bắt buộc của các amenorrhea là bệnh nhân bị biến chứng như là tim tập bớt và tim cầu thận. Ở bệnh nhân này thì là phải cắt amenorrhea để cái phòng biến chứng nặng hơn. Rồi những bệnh nhân mà viêm amidan nhưng mà nó gây ra áp xe, và còn viêm amidan mà gây hơn bị những triệu chứng ở qua không hết, thì cắt amidan nó có nhiều phương pháp bao gồm dao sinh cơ, phương pháp bóc tách thành phần còn lại gây tê hoặc là gây mê, bắt cắt amidan bằng dao điện, cắt bằng con lên to, cắt bằng laser, có nhiều phương pháp như vậy, nhưng mục tiêu tốt lại là lấy cái amidan ra khỏi cái khối amidan đem ra ngoài. Còn cắt thì nó có nhiều kiểu, nhưng mục tiêu chính là sao mà đem amidan ra khỏi cơ thể. Còn những cái phương pháp này khác nhau ở chỗ là khác nhau về thời gian thực hiện, nhanh hay chậm, bệnh nhân hậu phẫu đau hay không đau, bệnh nhân chảy máu nhiều hay không nhiều, như vậy thôi. Còn mục tiêu chính vẫn là lấy amidan ra khỏi cơ thể. Giờ ở bệnh viện Minh Hạnh thì đang thực hiện một cái gọi là cắt amidan bằng mạch ma, thì đó là một trong